Thời tiết ngày 14 tháng 7, mưa dông diện rộng, có nơi trên 250mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14 tháng 7 năm 2024, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng suy giảm. Từ đêm ngày 14 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, ở khu vực Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến. Khu vực Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 60 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng Tây Nguyên từ chiều tối ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Cảnh báo trên biển do tác động của vùng áp thấp sau mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 5, tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai, khu vực chịu ảnh hưởng cấp 3, phía tây của khu vực giữa Biển Đông và phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông. Tình hình gió mạnh và sóng lớn trên biển còn kéo dài trong những ngày tới. Dự báo tác động của toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 14 tháng 7 năm 2024. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, sau đó giảm nắng có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ban ngày, sáng và chiều ngày 14 tháng 7, thời tiết Hà Nội trời nắng có mưa, nhiệt độ rơi vào khoảng từ 32 đến 34 độ, ít thay đổi so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 68 đến 77%, mật độ mây 98%. Hướng gió đông đạt vận tốc từ 9 đến 11 km/h, gió giật mạnh với vận tốc từ 26 đến 30 km/h. Dự báo chỉ số UV, ngày mai chỉ số UV tại hầu hết các quận, huyện của thành phố Hà Nội sẽ ở ngưỡng có hại cao. Ban đêm, tối và đêm mai thời tiết Hà Nội mưa lớn diện rộng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ, ít thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến từ 85 đến 92%, mật độ mây 93 đến 99%. Hướng gió nam đông nam đến đông đông nam, đạt vận tốc 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc từ 24 đến 26 km/h. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày 14 tháng 7 sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo khu vực Đông Bắc Bộ ngày 14 tháng 7 sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Dự báo thời tiết Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia hỏi thăm gia đình có nạn nhân qua đời tại Hà Giang. Chiều ngày 13 tháng 7, sau khi nhận được thông tin, đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam do Phó Chủ tịch trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Lê Kim Thành làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở đất, vùi lấp phương tiện và người tại Hà Giang, phối hợp cùng địa phương khắc phục hậu quả.
đoàn công tác đã phối hợp với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các lực lượng công an, quân đội, biên phòng của tỉnh Hà Giang chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Các lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời huy động tối đa các lực lượng, thiết bị máy móc trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất. Đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình có nạn nhân qua đời và các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở. Với mức hỗ trợ 5 triệu trên một người qua đời, 2 triệu trên một người bị thương, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng địa phương đề nghị tăng cường công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại, tập trung cứu chữa cho các nạn nhân bị thương. Sau khi kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn, khẩn trương giải phóng hiện trường, khắc phục hư hỏng, hướng dẫn tổ chức giao thông để kịp thời thông xe trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ cao sạt lở trong thời gian tới để có cảnh báo và có giải pháp khắc phục, phù hợp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Thông tin thêm về tình hình vụ việc, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, vào khoảng từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, tại khu vực km 10 950 quốc lộ 34 đã xảy ra sạt lở ta luy dương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngay sau khi xảy ra sạt lở tại km 10 950, Sở Giao thông Vận tải Hà Giang đã phối hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện nay, cùng với đoàn công tác Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Đường bộ Việt Nam đã cử đoàn công tác lên Hà Giang để phối hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, chỉ đạo khu quản lý đường bộ 1, các Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng, Tuyên Quang luôn sẵn sàng nhân lực, thiết bị để sẵn sàng hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Hà Giang. Về tình hình thiệt hại, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Giang, đến thời điểm 8 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2024, xác định có 5 người qua đời và 3 người bị thương. Qua hệ thống thông tin liên lạc, đến thời điểm 11 giờ cùng ngày, xác định có khoảng 9 người qua đời và 3 người bị thương. Thiệt hại về tài sản, kết cấu hạ tầng có phương tiện bị vùi lấp đang được cứu hộ, sạt lở ta luy dương, đất tràn lấp mặt đường rãnh dọc, ta luy âm bị hư hỏng. Hiện nay, trên ta luy dương vẫn còn phần đất kém ổn định, cần được sớm xử lý để bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Giang, kinh phí khắc phục sạt lở vị trí trên khoảng 3 tỷ đồng. Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực km 10 950 quốc lộ 34, địa bàn tỉnh Hà Giang do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024. Bắt đối tượng có hung khí gây ra hai vụ cướp chỉ trong 30 phút. Ngày 13 tháng 7, Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Lê Minh Tuấn, 30 tuổi, ngụ huyện Long Thành để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 7, chị LTMP, 23 tuổi, quê Cần Thơ, bế con nhỏ đi bộ trên đường hẻm ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch bị một đối tượng nam chạy xe máy mang biển số 60G1-08109 từ sau lao tới giật đứt sợi dây chuyền vàng. Dây chuyền rơi xuống đất, không cướp được, đối tượng tăng ga bỏ chạy. Sau đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, bà NTL, 61 tuổi, ngụ thị trấn Phước Hiệp, đang đi bộ trước cổng nhà, cũng bị một đối tượng nam đi xe máy áp sát hỏi đường, rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng của bà. Ngay sau khi tiếp nhận hai tin trình báo của bị hại, Công an huyện Nhân Trạch đã triển khai lực lượng truy xét đối tượng gây án. Chỉ vài tiếng sau, Công an đã bắt giữ Lê Minh Tuấn khi đang lẩn trốn tại một đường hẻm thuộc ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành. Tang vật công an thu giữ gồm một sợi dây chuyền vàng trắng, một xe máy biển kiểm soát 60G1-08109, một hung khí bấm.